Thông tin từ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cách ly 5 trường hợp đến từ các vùng đang có dịch COVID-19. Trong 5 trường hợp cách ly, có 2 trường hợp đã qua 14 ngày, 3 trường hợp còn lại vẫn đang được cách ly tập trung để theo dõi tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đó có 1 trường hợp Việt Kiều từ Mỹ đi qua Hàn Quốc và về Việt Nam, 1 trường hợp là công dân Việt Nam đi qua vùng tâm dịch Gyeongsangbuk, Hàn Quốc và 1 trường hợp người Việt Nam ở ngay vùng tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc đi qua Hồng Kông và về Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe 3 người này vẫn ổn định, chưa có biểu hiện bệnh lý. Hiện tỉnh Long An sẽ tiếp tục nắm thông tin những người đi từ vùng có dịch, tiến hành kiểm tra, giám sát và cách ly theo đúng quy định nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.